man di các quần xô xát hàng đầu. Nhớ ơn đức Nghi A lập đền phụng phụ mà nông tiên nữ dâng nghi hoa thú vui điếu khách chén trà người thú vui điếu khách chén trà phòng lưu thuốc nghi công bảo hà dâng ngông mỹ hoàng hoa tùy khăn khăn hồng mà gối dễ phong hoa tuyết nguyệt đường dâng câu thiên bao chúc lời Huệ Phong chuộc sen ô long quỳnh quỳnh đê chuộc nghi sen trà ô long tay cô nương ngọc bàn tiền dâng chén vàng hiến thượng kim bàn trà ô long hiến thượng kim bàn màu hoa thơm lòng tình có lối thừa nhàn Hoàng hiếm vui nghĩ có mình trà chút ngờ che nên nguyên bờ hình như mỹ vị ngọt bùi kia chân na chân á chân ngọt bùi kia chân diện mạo ông hào tươi vẻ ngọc dung nghi Quan Hoàng Bảy tươi tốt khác nào cùng trăng nước tình tình say Quan Hoàng Bảy nhăn nhăn lên đất đất đi phong nguyện đi đó là thiên cảnh cảnh thần tiên sao sao yêu vàng thiên cảnh thần tiên trên bảo tiên thần tiên trên bảo rằng cô và tiền tiêm thuốc y các cô pha trà này ở mà đời sáng yêu vàng nơi ở nơi đâu các cô pha trà ở nơi đâu các cô trần phút khắp đi tiên là người là lại ghế ông là đệ tử mà lại có duyên mà có duyên ôm cờ tình cờ sang như vàng duyên là có duyên tình nhớ cơ duyên ôm là có duyên tình người yêu thuần thảo tu nhân tích tình đức Hoàng Bảy trên biên cho gió Dương Hoàng còn tuần ta để Hoàng Bảy đi chấm mà đông đông. Thật là mang theo thay, xoan tay ra.